cô gái này đang tắm, người xung quanh đang nhìn chằm chằm cô. Cô quay người lại, chiếc vòng trên cổ phát ra ánh sáng màu xanh. Cô đã sớm quen với việc này rồi, bởi vì cô là một người bị biến chủng. Cô tên Lao Gen, có siêu năng lực có thể tùy ý khống chế được kim loại, đến chiếc xe cảnh sát nặng đến cả tấn đối với cô cũng chỉ là một hạt cát. Lực chiến đấu nhiều năm không ảnh hưởng đến lực chiến đấu của cô, bởi vì cô có khả năng chống được sự lão hóa. Con người luôn xem người biến chủng là cái gai trong mắt. Trong một lần xung đột, bạn trai bị trọng thương, Lao Gen không thể chịu nhịn thêm được nữa. Vừa đúng lúc muốn báo thù thì đã bị cảnh sát đánh úp, bị bắt vào tù. Sau khi đeo chiếc vòng đặc chế lên, Lao Gen đến song sắt nhỏ bé kia cũng không thể nào làm được trò gì. Những người xung quanh đều đang cười nhạo cô. Tên tội phạm đối diện cô còn nói, phiền phức chỉ mới bắt đầu thôi, cô vô dụng rồi, tôi vẫn chưa thấy người biến chủng nào còn sống mà thoát được khỏi đây cả. Hôm đó, khi đang đi trên hành lang, CC người đã nhổ nước bọt lên người cô. Cô ta chính là đại ca của nhà giam này, đã từng bị người biến chủng làm hại. Lao Gen không muốn gây thêm chuyện, nên chỉ lau tạm cái rồi rời đi. Ngày hôm sau, tên đại ca lại tìm đến để gây hấn. Sau vài cú đánh, Lao Gen cả mặt toàn là máu, nhưng cô không hề đánh trả. Tên đại ca vẫn chưa thất đủ, lại văng một cước đến, nhưng cô ta không hề biết rằng Lao Gen đã mang thai. Bản năng của người mẹ cuối cùng cũng đã bộc phát ra. Cô cố nhịn nỗi đau, khiến tên đại ca bị mắc trên lưới sắt, nhưng sau đó cô lại bị kéo vào căn phòng cấm túc. Việc cô mang thai đã bị lộ ra. Nếu muốn giữ được đứa bé thì bắt buộc phải thoát khỏi đây, nhưng nếu chiếc vòng vẫn tồn tại thì cô cũng chỉ là người bình thường. Việc vượt ngục không hề dễ dàng. Lao Gen nhớ ra lúc trước từng gặp một người biến chủng ở trong tù. Cô đến hỏi người đó về việc chiếc vòng, thuận tiện ngỏ ý cô ta cùng vượt ngục với mình, nhưng đối phương rõ ràng không muốn giúp đỡ. Cô nghĩ rằng mình là người đầu tiên có suy nghĩ như vậy ư? Đừng có hồ đồ như vậy, nếu đã không có đồng đội, vậy thì cô chỉ còn cách đơn độc trên con đường của mình thôi. Buổi tối hôm đó, nhân lúc cảnh vệ đổi ca cho nhau, Lao Gen cố gắng ép mình tạo ra dị năng. Chiếc vòng lập tức bức cô đến đau đớn, nhưng ý niệm cứu đứa bé khiến cô phát ra thứ năng lượng kinh người. Chiếc cửa sắt cuối cùng cũng mở ra. Lao Gen ngã khuỵu xuống, bởi vì ý đồ vượt ngục nên phía cảnh sát đã quyết định đưa cô đến một nhà tù biến thái hơn. Nhưng cảnh sát không hề biết rằng bạn trai của Lao Gen vẫn luôn đứng trực chờ ở cửa nhà tù. Bọn họ sớm đã nhận được tình báo, chuẩn bị hành động trong lúc chuyển cô đến nơi kia. Hai chị em chỉ cần đưa tay ra, chiếc bánh xe to lớn lập tức phát nổ. Đám lãnh đạo nhanh chóng mệnh lệnh phong tỏa hiện trường, nhưng đợi khi mây mù tan đi, không còn nhìn thấy bóng người nào cả. Đây là một người biến chủng có khả năng tàng hình, nhưng cứ đi như thế, thân hình của anh ta bắt đầu nhập nhòe ẩn hiện. Người tàng hình vẫn chưa ý thức được mình đã bị lộ. Phát hiện mục tiêu, hãy quỳ xuống, tôi kêu anh hãy quỳ xuống, nhanh lên. Đồng đội bị bại lộ, bạn trai của Lao Gen đang định giúp đỡ thì phát hiện siêu năng lực của mình cũng không còn. Hóa ra trong đội cảnh sát cũng có một người biến chủng tên Puse. Năng lực của anh ta chính là áp chế siêu năng lực của những người biến chủng gần đó. Lúc này một người biến chủng dùng cơ thịt và lao vào Puse, làm anh ta ngã xuống. Lao Gen ở trong thùng xe, dưới sự giúp đỡ của bạn tù đã gỡ bỏ được chiếc vòng. Người phụ nữ có thể dùng tay đỡ đạn này đã quay trở lại. Vừa chớp mắt, Lao Gen đã tịch thu được tất cả súng lại. Đám cảnh sát quay đầu bỏ chạy, nhưng chỉ là chạy vì sợ, cô không hề thấy thoải mái chút nào. Lao Gen khống chế chiếc xe con, một mạch tìm đến chỗ đám cảnh sát kia. Cô muốn phát ra một luồng khí ác. Lao Gen đã nhốt tên đầu trọc ở trong một công xưởng bỏ hoang, tiện tay lôi một sợi dây thép ra, quấn chặt lấy cổ anh ta. Cô muốn khiến cho tên trọc đầu cảm nhận cảm giác phải đeo chiếc vòng khống chế ở cổ. Sau đó đám người kia thông qua tình báo của tên đầu trọc, hóa ra cảnh sát gần đây đang thực hiện một cuộc vây bắt lớn, định tóm gọn hết người biến chủng. Lao Gen biết rất rõ, nhưng phản kháng là con đường duy nhất cho người biến chủng trở về nơi lánh nạn. Cô bắt đầu đào tạo cho lính mới, đồng thời đem theo đi cứu những đồng bào của mình ra. Lần này, mục tiêu của cảnh sát đang được giấu trong chiếc xe hàng. Trông thấy sắp lao vào rào chắn, Lao Gen đã chỉ huy cho tài xế đâm thẳng vào. Cảnh sát lập tức cho nổ súng, những hỏa lực đã bị Lao Gen khống chế hoàn toàn. Ra tay nào! Không khí bị ngưng tụ thành bức tường thành che chắn, khiến xe tải thoát nạn. Chỉ huy đang hạ lệnh cho phía cảnh sát đi ngăn lại. Chiếc xe tải lớn bỗng nhiên phân từ một thành hai. Hóa ra trong đội có người có khả năng tạo ra ảo giác, còn chiếc xe hàng thật sự đã an toàn rời khỏi đó. Đến bước điều tra tiếp theo, bọn họ còn phát hiện ra cảnh sát đang muốn bắt người biến chủng, nên đã cho bắt đầu nghiên cứu bí mật. Bọn họ tìm thấy một cơ sở nghiên cứu bí mật, định bung cho nổ nó, không ngờ đại vây bắt. Hai chị em bị bắt giữ. Đây là một căn phòng thực nghiệm chuyên dùng để kiểm tra năng lực, dù cho cảnh sát đặc chiến cũng không thể nào phá bỏ được nó. Vì tiến sĩ đã bắt ép hai chị em cùng liên thủ tấn công. Ông ta rất hứng thú với những đội nhóm như này. Hai chị em cầm tay nhau, cả căn phòng thí nghiệm suýt thì bị hủy hoại trong tay họ. Tiến sĩ vô cùng kích động, nếu có được loại kỹ năng này, đội ngũ của ông ta sẽ trở thành vô địch. Không sai, ông vẫn luôn lợi dụng phía cảnh sát, lấy chiếc phòng thí nghiệm làm màn che để ngầm nuôi cái lực lượng của mình. Đêm đó, hai chị em trong lúc bị đưa đến căn phòng thí nghiệm cao cấp hơn, những tên cảnh sát lại lần lượt bị ép rút súng ra tự sát. Phóng lửa, phóng lửa, phóng lửa. Phải đi rồi bọn nhóc à? Kịch hay vừa mới bắt đầu. Ba chị em song sinh trông khá là hoành tráng. Bọn họ không những có được thuật đặc vị mà còn có thể khống chế được nỗi đau. Chỉ cần đồng tử sáng một cái thì đến lính đặc chủng cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Dưới sự giúp đỡ của ba chị em, Những người biến chủng của phòng thí nghiệm đã được cứu ra, nhưng nghiên cứu của tiến sĩ đã có tiến triển quan trọng. Những người biến chủng này bị áp chế bởi thuốc, chỉ cần đem theo thiết bị đặc chế, liền có thể liên thủ và cho khởi động sự tấn công đội nhóm. Nơi tị nạn của người biến chủng đã bị tấn công nghiêm trọng, hai chị em vẫn đang hợp lực đối kháng lại, dù cả nhóm mình an toàn di chuyển. Sau cuộc đại chiến, Lao Gen tìm đến chị em Sinh Ba nhờ giúp đỡ, bắt buộc phải cho hủy thành quả nghiên cứu của tiến sĩ. Không lâu sau, bọn họ đã lẻn được vào cuộc họp báo của tiến sĩ. Một đám người đi vào cửa dịch chuyển để truy sát. Lao Gen ở bên ngoài chỉ huy, đồng thời làm nhiễu từ trường, cắt đứt liên lạc ở trong hội trường. Nhanh chóng, đội truy sát đã tìm thấy tiến sĩ, bọn họ trừ khử được đám hộ vệ. Nhưng cuối cùng, tiến sĩ đã dùng một đứa trẻ để làm lá chắn, nên đã thoát được màn truy sát. Lúc này, quân viện trợ của cảnh sát đã đuổi tới. Tình hình có vẻ Lao Gen sắp bị bắt lại. Lao Gen cho chuyển giật cột điện, rồi nhấc hòm chống cháy lên. Đám người coi như đã thoát được một hiệp. Phát giác ra hành động của người biến chủng, tiến sĩ lập tức lên máy bay tư nhân, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng ba chị em song sinh sớm đã thông qua thuật đọc vị và biết được tin. Lao Gen muốn nắm lấy cơ hội cuối cùng, cô quyết không cho phép phía quân đội khiến người biến chủng trở thành cỗ máy giết người vô nhân tính. Cô đuổi tới sân bay, vài đồng đội đi tới để ngăn chặn, bởi vì trên máy bay không chỉ có tiến sĩ mà còn có một nhân vật của quốc gia, hoặc là tự mình hành động, hoặc là khiến người biến chủng hoàn toàn bị diệt vong. Nhưng Lao Gen không muốn tiếp tục sống những ngày tháng chui lùi nữa, dù cho có gây ra cuộc quyết chiến, cô cũng phải báo thù cho những đồng bào bị chịu áp bức. Cô quay người, chiếc máy bay bị cô kéo xuống khiến cho rung lắc dữ dội. Lao Gen dồn hết lực mình, trong đầu đột nhiên xuất hiện những con mắt kỳ thị và cả những trận ngược đãi ở trong tù và cả vận mệnh suốt ngày phải trốn chạy của mình. Sau những sự việc đó, tất cả đều đã bị dồn ép từ trong quá khứ. Thế giới chuẩn bị nghênh đón một cuộc cải cách mới. Đây chính là tập đầu tiên trong bộ phim Thiên Bẩm của Mỹ. Trong truyện tranh DC, Lao Gen chính là con gái của thủ lĩnh trong hội người biến chủng. Lần đầu tiên xuất hiện là trong phim X-Men tập 49 năm 1986. Trong truyện tranh, Lao Gen được di truyền khả năng khống chế từ trường từ người bố của mình, đồng thời cũng là con gái của người thủ lĩnh. Phù thủy đỏ lại kế thừa khả năng khống chế vô cùng mạnh mẽ, nhưng bởi vì sự tranh chấp bản quyền, nên lúc trước DC không thể nào làm được phim về người biến chủng, khiến cho con gái của vua từ trường chỉ còn mình Lao Gen mà thôi. Thực ra ba đứa con của vua từ trường, Lao Gen, Phù thủy đỏ và Sive, Lao Gen chính là người duy nhất kế thừa năng lực của cha mình một cách hoàn hảo nhất, hơn nữa tạo hình cũng được coi là xuất sắc nhất, cùng với tính cách ngạo nghễ cả mình. Trong vũ trụ trung cực của DC, lý tưởng của vua từ trường vô cùng cực đoan, ông ta muốn hủy diệt con người để lập nên thế giới của người biến chủng. Ngược lại, cô con gái có mái tóc xanh này lại luôn vô cùng đúng mực. Dưới sự dẫn dắt của cô, những người biến chủng chịu nhiều bất công đã giành lại sự tôn nghiêm của mình.